Nhưng anh, dạ, tức là tất cả những xe ở tỉnh khác đều phải quay đầu lại hả anh? Dạ không phải anh, để em giải thích cho anh nghe nha. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày nha anh. Vâng ạ. Kèm theo đó là công văn của giám đốc công an tỉnh em là hạn chế phương tiện đi lại giữa các tỉnh với nhau. Dạ. Theo thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là mình hạn chế phương tiện đi ra ngoài, trừ những trường hợp cấp thiết mình mới đi ra ngoài thôi. Thưa những vâng trường ạ. Hợp cấp thiết ấy, anh đã biết chưa? Thứ nhất là đi cấp cứu nè, thứ hai là đi mua lương thực thực phẩm thuốc men nè. Thứ ba là mình công ty nhà máy nè. Nhưng mà những cái nhà máy mà được phép hoạt động thôi. Cấp bách đó là mình mới đi vào đây, cũng như giám đốc công an tỉnh em á, là bắt buộc phải quay lại đối với những xe đứng từ vùng dịch, như là mình hạn chế phương tiện quay lại, hạn chế trong ban nghiêm cấm nha anh. Vâng, khi nào vâng, nghiêm vâng. Cấm là tất cả các xe, còn hạn chế có nghĩa là một vài xe trong trường hợp được đi và một vài xe bắt buộc phải quay đầu lại để đảm bảo cái việc kiểm soát thôi anh. Chứ còn lại cái này á, em mong anh là chấp hành đó, tại vì mỗi cái này nó giống như là mình chấp hành để mà vì cái ý thức của mình và để cùng nhau á, mình xây dựng thôi, để mình kiểm soát lại cái chống dịch thôi. Em thông tin cho anh em bằng hữu đường xa để họ biết. Dạ. Chứ còn vì chống dịch chung là chắc chắn là DV phải quay trở lại rồi. Nếu mà đề giống như là cái này á thì cái này trong trường hợp cấp bách á thì mình mới thưa vâng ạ. Dạ dạ cảm ơn anh. Trong trường hợp cấp bách á thì mình mới được giải quyết cho đi, còn lại á, thì mình phải buộc phải quay đầu lại. Vâng vâng. Cái này anh thông cảm cho em nha. Dạ dạ cảm ơn anh. Anh Trương Phi Long, một trong những cán bộ của giao thông của tỉnh Bình Phước, rất chi là nhã nhặn và có những hướng dẫn.